Chào mừng toàn thể quý vị khách hàng và các anh chị nhận phối đang theo dõi sự kiện ra mắt trực tuyến Digi Cup cùng Amway xác lập kỷ lục Việt Nam. Chương trình đang được livestream trực tiếp trên YouTube và fanpage Amway Việt Nam. Tôi là Phước, rất vui được chào đón các anh chị nhận phối và khách hàng đến với không gian căn bếp đầy ngọt ngào nhưng cũng vô cùng hiện đại ngày hôm nay. Như tất cả anh chị đang thấy thì xu thế thời đại đang thay đổi từng ngày đúng không ạ? Và giờ đây chúng ta đang tiến đến 5.0 với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của công nghệ số và các nền tảng trên mạng xã hội trực tuyến. Những nội dung với chủ đề về ăn uống, sức khỏe, dinh dưỡng đó chính là chủ đề vô cùng hot và đang được nắm được sự quan tâm hàng đầu hiện nay. Và tất cả các quý anh chị nhà phân phối của chúng ta cũng có thể dễ dàng tiếp cận được đến những cộng đồng vô cùng thú vị này. Giờ đây việc bắt kịp xu thế không còn quá khó khăn. Và việc đầu tư xây dựng một thương hiệu cá nhân ấn tượng trên mạng xã hội sẽ là một công cụ đắc lực cho các nhà phân phối mở rộng kết nối đến nhiều khách hàng tiềm năng hơn thông qua việc lan tỏa giá trị tới cộng đồng trên mạng. Và trên hành trình khởi nghiệp Amway của mình, các anh chị hãy nhớ rằng Amway sẽ luôn luôn là người đồng hành, là đối tác cùng phát triển với các anh chị. Nếu như năm 2017, mô hình Home Party đã ra đời nhằm giúp cho các nhà phân phối kết nối khởi nghiệp từ chính sang bếp của mình, thì trong giai đoạn hiện tại, đứng trước những cơ hội mở rộng phát triển cùng thời đại mới, một lần nữa Amway sẽ nâng cấp Home Party và chính thức cho ra mắt mô hình hỗ trợ kinh doanh hoàn toàn mới với tên gọi Digi Cup. Ngoài những buổi offline Home Party thì nhà phân phối chúng ta làm thế nào để có thể mở rộng tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn trên cộng đồng online thông qua việc chia sẻ các giá trị về đam mê và nấu ăn dinh dưỡng? Tất cả sẽ được bật mí trong chương trình phía sau. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một phần hết sức đặc biệt. Nếu các anh chị còn nhớ thì năm 2018 tại sự kiện Amway MasterChef World This Way, chúng ta đã xác lập kỷ lục món lẩu khô được nhiều người nấu nhất Việt Nam với sự thực hiện của hơn 70 anh chị nhà phân phối và hơn 2.000 người chứng kiến. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa xác lập kỷ lục Việt Nam tại Amway với một khung cách hoàn toàn mới, sáng tạo hơn và đầy tính trendy trên nền tảng trực tuyến. Giờ đây chắc hẳn không chỉ có Phước mà các anh chị nhà phân phối cũng đang rất háo hức muốn biết Digi Cup là gì và chiến lược mô hình kinh doanh mới mà Amway sẽ mang đến chúng ta ngày hôm nay là gì đúng không ạ? Và không để mọi người chờ lâu nữa, Phước sẽ kết nối với một diễn giả đặc biệt trong chương trình sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta. Xin được mời chị Nguyễn Thị Lệ Uyên, Giám đốc Kinh doanh của Amway Việt Nam. Cảm ơn Phước. Xin chào các anh chị nhà phân phối, khách hàng nhà phân phối và khách hàng đang xem chương trình livestream tối nay. Thưa các anh chị, năm 2017, mô hình Home Party ra đời đã lần đầu tiên mang đến cho nhà phân phối Amway Việt Nam khái niệm về xây dựng cộng đồng, kết nối những người cùng chung sở thích và đam mê, qua đó có thể chia sẻ những sản phẩm và cơ hội kinh doanh một cách vô cùng đơn giản và tự nhiên đến với cộng đồng của chính mình. Và qua 5 năm phát triển, Home Party đã giúp cho hàng ngàn nhà phân phối gia tăng kết nối khởi nghiệp kinh doanh ngay chính căn bếp của gia đình mình. Mỗi tháng trên khắp cả nước có hơn 4.000 Home Party vẫn đều đặn được tổ chức ở mỗi gia đình. Hơn 20.000 nhà phân phối gia nhập Amway từ chính những buổi họp mặt này. Và đặc biệt, cộng đồng Facebook Amway Quyên Quốc đã thu hút hơn 14.000 thành viên hoạt động tích cực. Và với sự phát triển của công nghệ cũng như các hoạt động online, nhiều nhà phân phối đã dần đưa hoạt động nấu ăn lên trên mạng xã hội và mở rộng cộng đồng cũng như thu hút nhiều hơn nữa những khách hàng tiềm năng. Digi Cup được xây dựng từ thực tế đó với kỳ vọng mang đến cho nhà phân phối thêm một sự lựa chọn để phát triển cộng đồng online và kết nối từ các hoạt động offline đang sẵn có ở Home Party, lan tỏa hơn nữa những giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày thông qua mạng xã hội. Với Digi Cup, nhà phân phối có thể bắt đầu kinh doanh cực kỳ đơn giản, chỉ cần có đam mê ẩm thực và sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Vậy Digi Cup là gì và sẽ được triển khai ra sao? Mô hình này sẽ được giới thiệu ra thị trường thông qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là giúp nhà phân phối hoàn thiện bản thân với các kỹ năng và kiến thức trong việc chia sẻ các giá trị dinh dưỡng trong nấu ăn. Từ đó, nhà phân phối có thể kết nối những người có cùng chung mối quan tâm và xây dựng cộng đồng online, kết hợp các hoạt động offline sẵn có của Home Party để phát triển cộng đồng O2O, kết hợp hài hòa giữa online và offline. Cuối cùng, nhà phân phối có thể sao chép công thức thành công cho đội nhóm và nhân rộng mô hình này. Trong năm đầu tiên triển khai ra thị trường, từ tháng 4 năm 2022, hàng loạt những hoạt động đã được chuẩn bị sẽ đồng thời tung ra thị trường để giúp cho nhà phân phối dễ dàng hơn khi bắt đầu và phát triển kinh doanh cùng Digi Cup. Đầu tiên là chuỗi huấn luyện trang bị kiến thức từ nền tảng tới nâng cao về việc nấu ăn online, bao gồm xây dựng công thức nấu ăn cùng nồi win, cách lan tỏa giá trị dinh dưỡng trong món ăn,
và chia sẻ điều đó qua mạng xã hội. Học đi đôi với hành, những thử thách thú vị với hàng nghìn phần quà hấp dẫn sẽ giúp nhà phân phối thêm động lực và môi trường xây dựng cộng đồng nấu ăn online. Và đặc biệt, chương trình truyền hình thực tế Cuộc Chiến Ẩm Thực được phát sóng trên truyền hình Việt Nam với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhà phân phối lãnh đạo Amway sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc xây dựng niềm tin và lan tỏa giá trị đến với cộng đồng. Hành trình DJ Cook chính thức bắt đầu.